Với một dàn karaoke chất lượng tại nhà các bạn thì không thể nào thiếu một con van để kết hợp cho chúng ta trải nghiệm hát karaoke tại nhà. Với con van đó sẽ bao gồm những yếu tố gì? Thứ nhất là thiết kế đẹp, đơn giản. Thứ hai là chất âm hay. Thứ ba là giá cả hợp lý. Thứ tư là nhiều cổng có hình riêng biệt. Và cuối cùng là chúng ta có thể sử dụng căn chỉnh rất là dễ dàng. Và đó là con van số DB Scoutic F700 Plus. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điện Hữu Audio. Và trong video clip ngày hôm nay, Tuấn Huy sẽ giới thiệu cũng như chia sẻ cho chị và các bạn một cái mẫu van số đến từ nhà DB Scoutic. Chiếc van số đó là S700 LED mà trong thời gian vừa qua anh chị và các bạn đang cần tìm mua về để kết hợp với dàn karaoke tại nhà của mình. Và ngay bây giờ Tuấn Huy sẽ cho mọi người cùng xem nhé. Thì trước mặt mọi người đây là cái mẫu van số S700 LED. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về thiết kế ngoại quan với cái mẫu van số S700 LED này. Được thiết kế bằng chất liệu kim loại ở ngoài đây với một cái màu đen rất là chắc chắn. Chúng ta sẽ có những cái nút tinh chỉnh bằng tay trực tiếp, mọi người có thể điều chỉnh rất là dễ dàng. Đầu tiên thì chúng ta có một cái công tắc ở đây ha, tắt mở. Tiếp theo là những cái nút chọn chế độ như là mod. Thì ở đây chúng ta có thể chọn từ chế độ 1 đến chế độ 4 nha. Đó. Mọi người đã thấy Tuấn Huy chọn chưa? Đó, từ số 1 đến số 4, mọi người có thể tùy chọn theo cái mod mà đã lưu sẵn trong máy tính thì khi mà chúng ta lấy ra thì sử dụng làm sao cho cái phù hợp với cái phép mà chúng ta chọn. Rồi ở dưới thì chúng ta sẽ có là cái nút chế độ là Enter Remote. Thì chế độ này Tuấn Huy cũng nói sơ qua thôi, cũng không cần thiết lắm thì chúng ta sử dụng. Quan trọng là những chế độ ở trong mà chúng ta có thể căn chỉnh làm sao cho phù hợp với tai nghe của chúng ta. Ở giữa thì chúng ta sẽ có cái giao diện LED thể hiện thông số rõ của âm lượng mid và âm lượng music. Tức là khi chúng ta lưu cái thông số ở trong cái phần mềm ra như thế nào thì khi chúng ta mở lên nó sẽ ra như vậy. Thì nó sẽ hiển thị rõ ở đây, đó, mid và music. Kế đến thì chúng ta sẽ có cái effect là echo và reverb thì chúng ta có thể chọn ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có cái cổng input là out và SPDIF, tức là cổng quang. Thì chúng ta chọn cái đường dẫn nào thì chúng ta sẽ chọn cái đường dẫn đó. Đó, ví dụ như SPDIF thì nó sẽ tắt cái đèn ở trên. Còn chọn là out là chọn này. Ở đây chúng ta sẽ có cái ba cái đường tổng của music, effect và mid. Chúng ta sẽ sử dụng cái con này để mình có thể chọn và chỉnh theo cái chế độ mà mình muốn. Thì với chế độ đầu tiên là music ha, thì nếu như anh chị các bạn muốn chọn cái effect thì chúng ta nhấn một cái. Đó, rồi mid thì chọn cái nữa. Rồi cuối cùng thì chúng ta sẽ có cái cổng USB để chúng ta có thể kết nối với máy tính, căn chỉnh cái phần mềm van số của nó. Đi tiếp mặt sau của con van số này thì chúng ta sẽ có những cổng kết nối như sau. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn từ trái qua phải sẽ rất là nhiều cổng kết nối. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có cổng kết nối là 4 cổng mid. Chúng ta có thể kết nối mic không dây hoặc là có dây vào để chúng ta hát karaoke. Thứ hai là cổng out1 và out2 thì cổng bông sen chúng ta có thể cấp đường dẫn nhạc vào để chúng ta hát karaoke hay là nghe nhạc. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có cổng 1 đến cổng 8 là cổng kết nối tín hiệu bằng dây Canon để chọn những thiết bị ngoại vi phù hợp vào từng cổng 1. Thì với 8 cổng này, ở đây nó chỉ là ghi số chứ không, nó không ghi chữ riêng biệt là ở những tín hiệu thiết bị nào phù hợp để gắn vào. Nhưng đặc biệt trong cái phần mềm van số nó, khi chúng ta kết nối vào chúng ta có thể sổ cái cổng cấu hình riêng biệt của nó ra để chúng ta chọn những cái cổng phù hợp kết nối làm sao cho nó thích hợp với lại cái van số này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái cổng quang là in và out. Thì với cổng quang này là mình sử dụng chất lượng dây kết nối từ tivi đi xuống, hoặc là chúng ta có thể out ra một thiết bị ngoại vi khác để chúng ta có thể lấy chất lượng âm thanh từ TV xuống đây và từ đây xuống cái âm thanh ở ngoài. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái cổng nguồn trực tiếp ở đây để chúng ta cắm điện nguồn vào. Đặc biệt ở đây là cái nhược điểm của con van số này, nó sẽ không có cái cổng Bluetooth để chúng ta có thể kết nối lấy nhạc để karaoke cũng như nghe nhạc. Thì mọi người đừng quá lo lắng, mình có thể độ thêm một cục Bluetooth khác vào để cấp cái đường tín hiệu ở ngoài, chúng ta có thể kết nối Bluetooth dễ dàng để cấp nhạc hát karaoke. Đây, thì trước mặt Tuấn Huy đây là một cục Bluetooth có cái mã là K03R của Kiwi. Thì bên Truyền Hữu đang cung cấp cái loại này, mọi người có thể mua những cái cục khác vẫn được. Chúng ta có thể kết nối từ cái cổng này qua cái dây kết nối qua cái đầu này, qua cái cổng out này, và chúng ta có thể sử dụng kết nối Bluetooth rất là dễ dàng. Và chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề là cái căn chỉnh cho cái phần mềm van số của chiếc van số 700 LED này. Thì anh chị và các bạn có thể căn chỉnh ở nhà rất là dễ dàng, chỉ cần biết một chút xíu về kỹ thuật máy tính thôi thì mọi người có thể điều chỉnh được hết.
Đơn giản là mọi người có thể chỉnh xong từng cái hiệu ứng effect, ví dụ như là mid nè, sub, rồi loa, rồi tất cả hiệu ứng echo, delay, reverb gì đó. Khi mà chúng ta căn chỉnh xong thì chúng ta sẽ nghe được cái hiệu ứng effect nó sẽ như thế nào để chúng ta trải nghiệm khi hát karaoke. Thì ngay trước mặt mọi người đây là cái phần mềm văn số F700 LED mà Tấn Huy đã mở sẵn trên cái máy tính này. Thì mọi người nhìn vô sẽ cũng thấy cũng khá đơn giản thôi. Thì ở trong đây nó sẽ có nhiều mục để chúng ta có thể căn chỉnh cái EQ của mid nè, rồi của hiệu ứng reverb, delay, echo hay là của nhạc. Thì ngay bây giờ Tấn Huy sẽ kết hợp con văn số F700 LED này với dàn karaoke cặp loa là Paramax FX2500 với một cục đẩy là KB500 của DBS Scoutit với công suất mỗi kênh là 500W và một cặp mic không dây là 450 la mã cũng là DBS Scoutit luôn. Thì Tuấn Huy sẽ test một đoạn nhạc cũng như là hát một đoạn karaoke cho anh chị và các bạn nghe được cái chiếc âm từ con vang số F700 LED này ra cái âm thanh của cái dàn karaoke này nó sẽ như thế nào, để cho mọi người có thể nghe trải nghiệm và có thể lựa chọn phù hợp mà mua về để sử dụng. Những đồi hoa xinh, ôi những đồi hoa. Và vừa rồi Tuấn Huy cũng đã test một đoạn nhạc cũng như là hát một đoạn karaoke cho anh chị nghe thử chất âm của chiếc vang số kết hợp với dàn cặp loa Paramax FX2500 cũng như là cặp mic không dây 450 la mã và một cục đẩy KB500 của DB Scoutit. Thì nếu như anh chị và các bạn có quan tâm tới cái vang số này cũng như bộ dàn karaoke mà Tuấn Huy cũng đã trải nghiệm cho mọi người nghe, thì vui lòng liên hệ qua số hotline là 0384547, hoặc anh chị có thể tới địa chỉ là số 8A Lên Trung Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh để được trải nghiệm sản phẩm cũng như được tư vấn thêm. Và mọi người nhớ đăng ký kênh Truyền Hữu Audio để được xem những sản phẩm video clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.